Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình có chất gom ở ngoài trời á cả nhà. Thì đây có mấy bạn chất cho mình ha. Thì lâu lâu mình cũng xen kẽ chất ở bên ngoài, một năm mình cái nền như thế này mình chất được 2 lần nha. Chất bên ngoài rất là đơn giản hơn trong nhà rất nhiều. Đây là đội quân A Đệ nè, đội quân A Đệ chuyên chất núm cho mình á. Đây Dạ đó là ba Sơn. Đây là con nhỏ này trong bụng nó cô mới ra. Trời ơi, có mấy người mà làm giỏi quá trời luôn nè. Sáng giờ mới dắt này thôi mà gần hết 300 cuộn gom rồi đó các bạn ơi. Bốn người á, mọi người thấy tụi mình thế nào? Thì mình vừa chất rồi vừa sạc dòng luôn ha. Thì mình chất bên ngoài thì rất là nhanh, rất là đơn giản rồi. Rất là dễ làm đi. Lại phỏng vấn mấy anh chàng này có bí quyết gì mà chất núm nhất điều còn lộn bị gom nữa. nè. Thì chuyến này mình sử dụng meo gạ các bạn ơi. Ở đây mình chất mình sử dụng meo gạ ha. Tại vì cấp này thời tiết có se se lạnh đó các bạn, thì mình chất cái meo gạ này nó sẽ ngon hơn meo chấu ha các bạn. Thì ở đây mình có đặt cái chai meo gạ, thì cái chai nó như thế này các bạn. Ở trong đây là những cọng gom đó các bạn, người ta cấy vô á, meo này nó sẽ nó hợp với thời tiết xe xe lạnh tháng 10, 1 tháng 12 nè các bạn. Thời tiết mình lạnh mình sẽ sử dụng meo này. Em meo này nó rất là thích hợp trong cái mùa, đặc biệt là cái mùa thời tiết cái Tết nè, xe xe lạnh này nó rất là hợp luôn. Hợp hơn là meo chấu. Thì ở đây mình cái này là mình đặt người ta giao tới nhà ha. Rồi cái núm thì rất là bự, rất là trắng và rất là chắc luôn á các bạn. Mấy bạn chất rất là trúng luôn. Thì ở đây mình chuyến này mình sẽ sử dụng meo gạ. Thì ở trong meo gạ thì nó có những cái cọng cọng gạ như thế này các bạn ơi, cọng gươm. Ở đây thì mình mua về mình xài nó cũng đơn giản nè. Thay vì meo chấu rồi mình dò ra thì meo gạ này á mình sẽ làm tơi nó ra các bạn. Thì mình sẽ xé những cái cọng
gạ này nó tơi tơi ra để cho mình gãi nó ít hao á các bạn. Mình xé to quá người ta gãi hao ha, còn mình xé nhuyễn nhuyễn này thì nó đỡ meo lắm, da meo lắm. Cái chai như thế này thì chắc người ta cuốn bằng máy nè, rất là dễ luôn. Cái chai mình như thế này chứ mình xé ra rất là nhiều luôn. Thì cái meo này nó hợp với thời tiết Tết nha các bạn, nhất là thời tiết lạnh đó. Tiết lạnh này meo này nó rất là hợp. À, cái meo này mình chắc ra là núm trắng tinh nè các bạn, núm trắng mà cái núm bự bự không mà nó tỷ lệ hao hụt rồi nó cũng rất là ít. Tại cái núm nó chắc mà nó bự các bạn, nó cho nên nó không có hao. Hổm gà mấy bạn đây chắc meo này trúng lắm, tại vì nếu meo này nó hợp với thời tiết Tết nè, lúc Tết thì mấy bạn ưa chắc meo này. Mình làm ra cũng rất là đơn giản ha, rất là nhẹ luôn. Thì meo này có nhiều bạn xài là cái chai meo như thế này thì mình chỉ dò ra và mình xài thôi, mình gãi lên thôi, chứ không có cần phải trộn phân hay men gì hết nha các bạn. Meo chấu mình còn trộn phân trộn men, chứ meo này mình không cần phải trộn, cái đó cũng được luôn nha, rất là dễ xài luôn. Meo này mình đặt mới có nè, chứ người ta không có bán lẻ ở ngoài á các bạn, tại vì meo này nó để bên ngoài lâu không có được. Mình đặt cái người ta làm, cái người ta giao cho mình thì về mình xài liền gì nè, chứ không có ủ như meo chấu cả tuần được ha. Thì đặc tính của meo gạ là nó như vậy đó, nó không có chịu nằm ở ngoài gió ngoài đồ như meo chấu ha. Thì để cho an toàn hơn thì và có thêm cái dưỡng chất cho cái núm của mình, nó thêm dưỡng chất á, tại vì trong này thì nó cũng ấy, mình có thêm dưỡng chất thì ở đây mình sẽ sử dụng thêm một cái túi phân nè các bạn. Cái túi phân này là mình trộn vô để mình cho nó có thêm những cái dưỡng chất ở trong này, cho cái núm của mình nó vừa chắc nè vừa khỏe mà có đầy đủ dinh dưỡng, và sẽ giúp cái núm của mình nó chắc và nó sẽ dai hơn ha. Ở đây cái túi này mình cũng mua ở ngoài đại lý á các bạn, nó bán nguyên túi gì nè, không có nhãn hiệu gì trơn. Mình túi gì vài chục ngàn thôi ha, mình trộn vô trong meo này để cho có thêm dưỡng chất để cho cái núm mình nó mình bẻ nó dai và nó chất lượng hơn ha. Mình sử dụng liều cũng ít thôi các bạn, tại vì cái meo gạ này nó rất là tơi, nó không có dính như, nó không có ẩm như meo chấu, thành ra mình chỉ trộn ít thôi chứ trộn nhiều nó không có ăn hùng, cho có ít thôi. Rồi mình làm cho nó gì nè, cho nó kết dính dính lại, cái meo này nó cũng khô, nó không mình làm nhiều không được ha. Vậy là mình đã xong rồi đó các bạn. Dạ. Coi vậy chứ ra núm rất là ngon luôn. Cái núm rất là bự, là chắc và là rất là trắng luôn. Ấm gà nhiều bạn chắc meo meo này nè các bạn
chúng dữ lắm các bạn ơi. Mình nên tham khảo và sử dụng theo ha. Rất là ngon luôn ạ. Thì gom của mình sau khi chất được 7 ngày thì mình hôm nay thì mình tiến hành mình đậy gom nha các bạn. Thì đậy gom thì trước khi đậy gom thì mình sẽ tưới sương qua cho những cái dòng núm của mình nó ướt, nó có độ ẩm thì mình mới đậy gom được ha. Thì gom đậy ở đây thì mình sử dụng những cục gom cuộn mà mới trở về á các bạn, mới cắt mới trở về á. Thì mình sẽ phủ lên một lớp trên như thế này ha. Thì mình đậy gom thì mình sủi những cọng gom ra thế này ha. Mình đậy xong hết cái bãi nấm này thì mình phủ qua một lần tưới nước nữa nha các bạn. Thế là cái việc đậy gom áo ở trên của mình đã xong rồi đó các bạn. Các bạn thấy đơn giản không ạ? Rất đơn giản phải không ạ? Sau khi chúng ta đậy xong rồi chúng ta tưới dặn gom đậy mình ở trên ha các bạn, cho gom của mình nó được dặn xuống cho nó ôm cái dòng núm ha. Thì sau khi đậy 7 ngày, 5 đến 7 ngày thì mình sẽ thu hoạch núm nha. Rồi chúc các bạn thành công nha. Các bạn ơi cho mình xin một nút đăng ký và một nút like và một cái nút chia sẻ nha các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha.